khu công nghiệp mà kiếm được thỏ mà để mà phát cho bà con là rất là khó. Đây, trong cái này thỏ như này còn dai như này nó ok rồi. Đây, thỏ tốt như này mà phát ok rồi các bạn ạ. Này, đi một đường là 1m2. Tới một lùi ạ, lần này thì máy 13 HP thôi, nhưng mà nếu mà làm cổ đấy thì cổ vườn thì nó rất là mềm, đi rất là nhanh. Còn đây bây giờ là cổ là toàn cổ lâu năm, không cổ quá già rồi. Khu công nghiệp mà khó tìm được cái chỗ mà bãi cỏ rất là khó. Lòng này phát thì rất là ok, là bạn được nhà. Đi cho hết đường này luôn.